Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối ngày 23 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đoàn công tác tỉnh ủy do đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn, làm việc với huyện ủy Mường Ảng. Tham gia phát biểu ý kiến ở tổ tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên đánh giá cao tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023 và những tháng đầu năm 2024 với nhiều kết quả tích cực. Các đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Chính phủ và các bộ ngành quan tâm sớm giải quyết những đề xuất kiến nghị mà địa phương đã gửi tới Chính phủ và các bộ ngành trung ương. Bảy mươi năm qua, những bài học quý báu về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc từ chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn luôn có giá trị trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, là sức mạnh nội sinh mạnh mẽ để tạo nên thành công của mọi nhiệm vụ. Và bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn công tác tỉnh ủy do đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với huyện ủy Mường Ảng. Tham gia đoàn có đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành tỉnh. Theo báo cáo của huyện Mường Ảng, sau hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 23, huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật trên các lĩnh vực như kinh tế phát triển khá, hầu hết chỉ tiêu cơ bản đạt so với mục tiêu nghị quyết đại hội. Tổng sản phẩm trên địa bàn huyện giai đoạn năm 2020-2024 đạt hơn 2.292 tỷ đồng, tăng trên 59% so với năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt trên 34 triệu đồng trên năm, tăng hơn 9 triệu đồng so với năm 2020. Tập trung phát triển các vùng cây trồng, vật nuôi chủ lực, thế mạnh. Chăm sóc tốt hơn 2.190 hectare cây cà phê. Sản lượng cà phê chấu năm 2023 đạt trên 6.000 tấn, doanh thu hơn 450 tỷ đồng. Hình thành và phát triển nhiều mô hình trồng cây ăn quả tập trung theo chuỗi có giá trị kinh tế cao, chăn nuôi gia súc gia cầm được duy trì và phát triển. Lĩnh vực đầu tư công, tổng vốn đầu tư được giao giai đoạn 2021-2024 gần 745 tỷ đồng, phân bổ cho 141 dự án, giải ngân đến hết tháng 4 năm 2024 hơn 520 tỷ đồng, đạt gần 70% kế hoạch. Công tác giáo dục và đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo, tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình hơn 6,5% trên năm. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị huyện Mường Ảng cần tập trung tái cơ cấu nông nghiệp, đặc biệt là việc tái canh cây cà phê, cây ăn quả có múi, sớm hoàn thiện chi tiết quy hoạch đô thị, quy hoạch phát triển du lịch, dịch vụ thương mại, quan tâm đến công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, công tác chuyển đổi số. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đánh giá cao sự phát triển của Mường Ảng trong thời gian qua. Thời gian tới, huyện cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra, cùng với các doanh nghiệp, nhà đầu tư chung tay vào việc tái canh cây cà phê, quan tâm phát triển ngay từ khâu đầu vào, chủ động liên kết phối hợp với các bộ ngành, các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học về giống cây cà phê, các phương pháp chế biến sâu, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống ma túy trên địa bàn, quan tâm đến công tác tôn giáo, dân tộc, khẩn trương quy hoạch tổng thể của huyện nằm trong quy hoạch của tỉnh, đánh giá vai trò của các tổ hợp tác, liên minh hợp tác xã, các tổ chức xã hội, đoàn thể giữa người nông dân với các nhà đầu tư, chuẩn bị tốt công tác đại hội đảng các cấp. Trước đó, đoàn công tác đã thăm mô hình trồng cà phê tại xã Ảng Nưa, cơ sở sản xuất cà phê Hải An và dự lễ khai trương điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp của huyện. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc, chiều nay đoàn công tác tỉnh ủy do đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã dự ngày hội trồng macca năm 2024 và hội thảo về định hướng phát triển cây macca, cây cà phê huyện Tuần Giáo. Tham gia đoàn có đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành tỉnh. Phát biểu phát động tại ngày hội trồng macca năm 2024, lãnh đạo huyện Tuần Giáo nhấn mạnh, phát triển cây macca là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở quan tâm thực hiện.
Năm 2023, với sự vào cuộc quyết liệt, huyện Tuần Giáo đã trồng mới được gần 1.700 ha cây mắc ca, với sự tham gia của hơn 2.800 hộ dân. Diện tích mắc ca được trồng đang sinh trưởng và phát triển tốt, tỷ lệ sống đạt trên 90%. Qua đó đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện, tạo hướng đi rõ ràng trong việc xóa đói giảm nghèo, làm giàu bền vững cho người dân trên địa bàn. Thực hiện mục tiêu đến hết năm 2025, huyện sẽ có trên 8.000 ha mắc ca của người dân, bình quân mỗi hộ dân sở hữu khoảng 100 cây mắc ca, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động và đem lại thu nhập ổn định cho người dân. Trong năm 2024, huyện Tuần Giáo đã tuyên truyền vận động được trên 5.500 hộ đăng ký trồng mắc ca, nâng tổng số hộ tham gia trồng mắc ca toàn huyện lên gần 8.000 hộ, chiếm gần 50% dân số làm nông nghiệp trên địa bàn. Diện tích đăng ký trồng mới năm 2024 là 3.300 ha, nâng tổng diện tích mắc ca trên địa bàn huyện lên trên 6.000 ha, đưa huyện Tuần Giáo trở thành huyện có diện tích mắc ca lớn nhất cả nước. Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường đánh giá cao hướng đi, cách làm của huyện Tuần Giáo. Việc tổ chức hội thảo là việc làm hết sức ý nghĩa, tạo cơ hội để trao đổi, học hỏi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và nhận được các tư vấn, khuyến cáo bổ ích của các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp nhằm phục vụ vào thực tiễn sản xuất của địa phương, góp phần thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, mở rộng diện tích trồng cây ăn quả có giá trị hàng hóa lớn và sản xuất tập trung. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, kết quả trồng mắc ca tại huyện Tuần Giáo là minh chứng cho thấy sự quyết tâm hiệu quả trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền huyện, sự tham gia hưởng ứng của các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân trong thực hiện chủ trương của tỉnh. Ngay sau lễ phát động Ngày hội trồng mắc ca năm 2024, các đại biểu đã đến thăm vườn giống trồng cây mắc ca tại Bản Giáng, xã Quẻ Nưa và đến thăm tặng quà cho các cán bộ công nhân viên tại nhà máy xử lý rác thải tại Bản Hủy Hạ, thị trấn Tuần Giáo. Sáng nay, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 thảo luận ở tổ về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước. Tham gia phát biểu ý kiến, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên đánh giá cao tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023 và những tháng đầu năm 2024 với nhiều kết quả tích cực. Cùng với đó, các đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên cũng dành nhiều ý kiến đề nghị chính phủ và các bộ ngành quan tâm sớm giải quyết những đề xuất kiến nghị mà địa phương đã gửi tới chính phủ và các bộ ngành trung ương. Tham gia ý kiến thảo luận tại tổ, đại biểu Tạ Thị Yên, Phó trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên cho biết, tỉnh Điện Biên với việc hoàn thành nâng cấp sân bay Điện Biên và tổ chức thành công nhiều lễ hội, chuỗi các sự kiện năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024 và đại lễ cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tạo bước nhảy vọt cho du lịch Điện Biên với lượng du khách và doanh thu du lịch tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ. Tính từ tháng 1 2024 đến ngày 7 tháng 5 2024, Điện Biên đã đón hơn 1 triệu lượt khách du lịch. Là mảnh đất giàu tiềm năng về du lịch với biên giới giáp Lào và Trung Quốc, với quần thể di tích lịch sử gắn với chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nét văn hóa đặc sắc của 19 dân tộc anh em, tỉnh Điện Biên đã xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trên cơ sở khai thác các tiềm năng lợi thế đó. Tuy nhiên, do xuất phát điểm thấp, lại ở địa bàn xa xôi cách trở, cơ sở hạ tầng thiết yếu còn hạn chế, nhất là hạ tầng về giao thông đường bộ, cho nên ngoài nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và người dân, đại biểu đề nghị chính phủ và các bộ ngành quan tâm sớm giải quyết những đề xuất, kiến nghị mà địa phương đã gửi tới chính phủ và các bộ ngành trung ương. Chúng tôi cũng nhận được các cái kiến nghị của cử tri rất là tha thiết, mong là chính phủ cũng như là các bộ ngành quan tâm sớm giải quyết những cái đề xuất cũng như là kiến nghị mà địa phương đã gửi tới chính phủ và các bộ ngành trung ương. Trong đó thì có kiến nghị về cái đầu tư cao tốc Sơn La Điện Biên cửa khẩu Tây Trang là cái cửa khẩu tiếp giáp với Lào và dự án đường giao thông là kết nối với các cái khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục quốc lộ 279 và quốc lộ 12. Thì cử tri cũng mong là chính phủ quan tâm sớm chấp thuận chủ trương mở cửa khẩu song phương A Pa Chải, Long Phú và đồng thời là xem xét sớm bố trí cái kinh phí để mà triển khai đầu tư cái hệ thống cơ sở hạ tầng của cái khu cửa khẩu này, vì là cái lối mở của cửa khẩu A Pa Chải Long Phú thì đã được chính phủ của hai nước Việt Nam và Trung Quốc là đã thống nhất để nâng cấp thành cửa khẩu. Và theo báo cáo của địa phương qua cái đợt tiếp xúc cử tri thì cũng cho thấy là hiện nay là chính quyền của thành phố Phổ Nhĩ của tỉnh Vân Nam thì cũng đã khởi công xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Long Phú A Pa Chải là vào cái ngày 22 tháng 12 năm 2023, thì hiện nay đang xây dựng cái đường cao tốc từ thành phố Phổ Nhĩ
của cái huyện Giang Thành giáp với cửa khẩu A Ba Chải thì dự kiến là sẽ hoàn thành vào năm 2024 và cũng đề xuất là Điện Biên sớm mở cái cửa khẩu song phương theo quy hoạch. Và qua các cái lần tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thì cử tri và nhân dân tỉnh Điện Biên, các dân tộc tỉnh Điện Biên là luôn là bày tỏ cái lòng biết ơn của Đảng, biết ơn đối với Đảng, với Chính phủ, Quốc hội và các bộ ngành và các địa phương đã luôn là quan tâm chăm lo cuộc sống của người dân cũng như là hỗ trợ rất là tích cực và chia sẻ có hiệu quả đối với cái sự phát triển của địa phương. Thì trong thời gian tới thì thay chuyển lời của cử tri Điện Biên cũng rất là mong muốn là tiếp tục nhận được cái sự quan tâm của giải quyết những cái khó khăn vướng mắc mà như tôi vừa trình bày. Tham gia phát biểu ý kiến, đại biểu Lò Thị Luyến, Phó trưởng đoàn chuyên trách đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết, nhiều kỳ họp của Quốc hội đã nêu tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện đùn đẩy công việc, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, dẫn đến chậm tiến độ, giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước và niềm tin của doanh nghiệp, người dân. Tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức có tình trạng là né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Nhưng tôi cho rằng thì chúng ta cũng cần phải có một cái nhìn khách quan, phân tích cụ thể nguyên nhân cốt lõi của nó ở chỗ nào. Ở đây tôi cho rằng là quan điểm của tôi thì với tính chất là mang tính chất xây dựng và tích cực thôi. Đó là cần phải đánh giá tinh thần, thái độ, trách nhiệm của cán bộ liền với lại cái hệ thống pháp luật hiện hành của chúng ta. Nó có mối tương quan rất chặt chẽ với nhau. Chứ còn nếu như bây giờ quy định rõ rồi mà cán bộ công chức không làm thì đấy là thuộc về trách nhiệm giống như là đại biểu ba đã phân tích. Nhưng ngược lại thì hiện nay hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của chúng ta cũng còn rất nhiều vấn đề. Đấy. Như vậy thì nếu như vẫn có tình trạng như là có sự mâu thuẫn chồng chéo, áp dụng thiếu thống nhất như trong báo cáo của Chính phủ cũng đã nêu, thì vậy thì tất nhiên là trước tiên thì đa số cán bộ công chức người ta sẽ phải giữ gìn lấy sự an toàn của mình đã. Không ai dám làm những cái việc mà pháp luật quy định nó không rõ ràng. Và khi mà làm thì hậu quả về mặt pháp lý, sự rủi ro cho cá nhân sẽ xảy ra thì không ai dám làm cả. Và thực tế hiện nay thì cũng có một bộ phận cán bộ đã phải chịu hậu quả rủi ro về mặt pháp lý khi mà các cái quy định này không rõ ràng. Ở đây là nếu như mà anh nào liều ấy, cứ quyết mà làm ấy, thì nhắm mắt làm. Nhưng đến khi có sự kiện xảy ra, khi các cơ quan kiểm tra, thanh tra, cơ quan điều tra vào thì chỉ có áp dụng các quy định của pháp luật để xử lý cán bộ thôi. Thế vậy thì cứ nhắm mắt làm, cùng lắm là đi tù cái gì. Đấy. Thế thì như vậy thì có ai dám chắc chắn rằng nếu như tôi nhận thức đầy đủ về hậu quả mặt pháp lý sẽ xảy ra nếu như tôi áp dụng các quy định của pháp luật này. Ở đây tôi nói là có cơ sở và lát nữa tôi cũng sẽ chỉ ra. Cụ thể là trên địa bàn tỉnh Điện Biên của chúng tôi ấy, thì cũng có những cái việc như thế. Hệ thống pháp luật cần được rà soát thường xuyên theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Khi có sự chồng chéo, mâu thuẫn thì cần phải được sửa đổi bổ sung kịp thời, tạo điều kiện cho các địa phương triển khai, thực hiện và tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức có cơ sở pháp lý rõ ràng trong thực thi nhiệm vụ công vụ. Như vậy mới kỳ vọng khắc phục được tình trạng né tránh trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay. Phó trưởng đoàn chuyên trách đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên nhấn mạnh. Ngày 23 tháng 5, Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi Việt Nam phối hợp với Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Điện Biên đã trao tặng vốn hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Điện Biên Đông. Tại chương trình, 9 người khuyết tật trên địa bàn các xã Keo Lôm, Nong U, Luân Giói, Triềng Sơ và Pu Nhi được nhận hỗ trợ sinh kế, mỗi người một con bò sinh sản trị giá 10 triệu đồng, với tổng kinh phí 90 triệu đồng. Đây là chương trình thiết thực hỗ trợ người khuyết tật vượt qua khó khăn. Tỉnh Điện Biên là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước nhận được sự hỗ trợ từ dự án này. Chiều nay, huyện ủy Mường Nhé đã tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp tháng 5, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2024. Trong tháng 5, cấp ủy chính quyền, các cơ quan khối nội chính huyện Mường Nhé đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Trong tháng 5, huyện đã đấu tranh phát hiện và bắt 7 vụ, 7 đối tượng về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 2 bánh ma túy tổng hợp và hơn 3,6 gram heroin, 1 xe máy. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được triển khai tích cực.
Ủy ban kiểm tra huyện ủy cũng đã tiến hành kiểm tra xác minh tài sản đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Leng Xô Xìn. Công tác thanh tra kiểm tra giám sát được tăng cường trên tất cả các lĩnh vực. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao vai trò hiệu lực hiệu quả của các cơ quan tư pháp. Để thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp, huyện ủy Mường Nhé trong những tháng cuối năm đã đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nội chính, đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra giám sát nhằm kịp thời xử lý các hành vi vi phạm, đồng thời tuyên truyền phổ biến pháp luật sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. Chiều nay, đoàn cựu chiến binh hưu trí Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đến thăm tặng quà tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên. Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên đã thay mặt cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh trên địa bàn tỉnh nhận 10 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng do đoàn cựu chiến binh hưu trí Bộ Kế hoạch Đầu tư đã trao tặng. Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm chia sẻ của đoàn công tác, đồng thời sẽ khẩn trương phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố, các huyện, thị xã trong tỉnh để ra soát, lập danh sách và chuyển những phần quà đến các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh, đảm bảo đúng đối tượng và thiết thực. Trước đó, trong sáng nay, đoàn cựu chiến binh hưu trí Bộ Kế hoạch Đầu tư đã đến dâng hương đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ, viếng một số nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Chiều nay, Cục Thuế tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình trao thưởng lựa chọn hóa đơn may mắn quý 1 năm 2024. Đây là kỳ quay thưởng thứ 7 của chương trình. Trong quý 1 năm 2024 có trên 5.300 hóa đơn đủ điều kiện tham gia. Chương trình hóa đơn may mắn đã xác định 21 giải thưởng. Việc lựa chọn công bố người trúng thưởng đã được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo đúng quy định với sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng Giám sát. Căn cứ vào kết quả trúng thưởng, Cục Thuế tỉnh Điện Biên đã trao thưởng cho các cá nhân đạt giải tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh và tại 4 điểm cầu chi cục có người trúng thưởng, gồm Chi cục Thuế huyện Điện Biên Đông, Chi cục Thuế huyện Mường Nhé, Chi cục Thuế khu vực Mường Trà, Mường Lay, Tuần Giáo, Tùa Chùa. Các giải thưởng gồm 1 giải nhất trị giá 5 triệu đồng, 3 giải nhì mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, 5 giải ba mỗi giải trị giá 2 triệu đồng và 12 giải khuyến khích. Sáng nay, Trung đoàn 82 Quân khu 2 đã tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024 để ra phương hướng mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2024-2029. Giai đoạn 2019-2024, phong trào thi đua quyết thắng đã tạo động lực thúc đẩy cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 82 phát huy tinh thần tích cực, chủ động, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, nội dung thi đua thực hiện khâu đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện luôn được Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đặc biệt quan trọng. Quá trình tổ chức huấn luyện đã bám sát phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc và phong trào thi đua, huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt. Nhiều mô hình sáng kiến được triển khai áp dụng như tuần huấn luyện kiểu mẫu, thiết bị nắn hộp tiếp đạn, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu huấn luyện đã đề ra. Kiểm tra các nội dung huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 86% khá giỏi. Chỉ đạo và tổ chức 5 cuộc diễn tập các cấp đạt giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật, an toàn tuyệt đối. Với mục tiêu xây dựng Trung đoàn 82 vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Tại đại hội, Trung đoàn đã đề ra 4 nội dung chỉ tiêu chủ yếu và 5 giải pháp thực hiện công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2024-2029. Nhân dịp này, Trung đoàn 82 tặng giấy khen 6 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Sáng nay, Cục Thống kê tỉnh phối hợp với Ban Dân tộc tổ chức hội nghị tập huấn điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024. Trong thời gian 3 ngày, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 5, hơn 60 học viên là lãnh đạo, công chức ngành thống kê và phòng dân tộc tại tỉnh và 10 huyện, thị xã, thành phố sẽ được học tập nghiên cứu về phương án điều tra, nghiệp vụ điều tra, hướng dẫn chi tiết nội dung phiếu hỏi, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin vào thu thập thông tin cũng như các quy định của cuộc điều tra. Sau khi tập huấn xong, các học viên sẽ về đơn vị truyền đạt lại cho các giám sát viên, điều tra viên và tổ chức điều tra tại các địa phương theo phương án kế hoạch đã ban hành. Thưa quý vị và các bạn, 70 năm qua, những bài học quý báu về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc từ chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn luôn có giá trị trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, là sức mạnh nội sinh mạnh mẽ để tạo nên thành công của mọi nhiệm vụ. 70 năm trôi qua, chiến thắng Điện Biên Phủ mãi là bản hùng ca về nghệ thuật quân sự tài tình và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, trở thành một trong những thắng lợi lịch sử to lớn của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân.
song sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc được đánh giá là một trong những nhân tố quyết định. Trong chiến tranh như thế thì cái đoàn kết là sức mạnh, và đoàn kết mới có thể chiến thắng được kẻ địch. Cho nên anh em rất thấm nhuần cái đó, và do đó cho nên vào trận là sống chết là cứu nhau và bảo vệ cho nhau, và đảm bảo cho cái cuộc sống của anh em nên là đỡ tổn thất. Sau khi giành được hòa bình, trong bối cảnh còn muôn vàn khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên luôn nỗ lực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã triển khai nhiều cuộc vận động, nhiều phong trào thi đua để khích lệ, động viên các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Việc phát huy cái vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên sẽ là một cái nó cầu nối tích cực nhất, đầy đủ toàn diện nhất. Từ các cái việc triển khai các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, và việc triển khai cái công việc này thông qua tổ chức này là chính là chúng ta đã truyền tải các cái thông điệp hoặc là các chủ trương của Đảng, nhà nước đến với người dân. Và từ đó là người dân thấy rằng là mình luôn được quan tâm, luôn được thấu hiểu, luôn được chia sẻ. Tinh thần đoàn kết không chỉ thể hiện trong những chính sách nhân văn kịp thời của cấp ủy chính quyền, mà còn thể hiện rõ nét trên từng lĩnh vực của đời sống xã hội trong mỗi cộng đồng dân cư. Đó là sự chung tay đặt nền móng, xây lên hàng nghìn ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hay cũng có thể là những hành động đẹp khi người dân bỏ qua lợi ích cá nhân để xung phong hiến đất làm đường, xây dựng nhà văn hóa, trường học. Trước đây thì cũng rất là nhiều hộ nghèo, cách đây khoảng chục năm, cũng phải đến mấy chục phần trăm hộ nghèo. Nhưng qua các cái đợt phát động phong trào thi đua yêu nước, như là cái phong trào nông thôn mới, phong trào xây dựng các điểm văn hóa ở địa phương, thì người dân rất nhiệt tình tham gia và có trách nhiệm, và trong đó là cái sự đoàn kết thống nhất để cùng xây dựng nông thôn nói là rất là tốt. Tinh thần đoàn kết trong chiến đấu làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ thì ngày nay trong tiếp tục khơi dậy, có sức lan tỏa hơn nữa về cái tinh thần đoàn kết trong lao động, trong sản xuất, và tinh thần giúp đỡ nhau để vươn lên, vượt khó và thực hiện bằng được cái khát vọng làm giàu trong tương lai để làm cho Điện Biên Phủ chúng ta tiếp tục bừng sáng. Trong chiến tranh, đoàn kết là cội nguồn sức mạnh đưa đất nước đi tới hòa bình, độc lập. Trong công cuộc đổi mới, tinh thần đoàn kết tiếp tục trở thành động lực để dân tộc ta vượt mọi khó khăn, vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lịch sử dân tộc đang đi trên những hành trình mới, song tinh thần đại đoàn kết từ chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn luôn là bài học quý báu, tiếp tục phát huy giá trị trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay. Quý vị và các bạn có thể xem lại nội dung của chương trình trên địa chỉ trang web dienbientv.vn hoặc trên kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.